ơi, tụi bay đến ám sát bổn cung hả? Ba má dưới quê bệnh phải không? Lúa thì bị chuột ăn phải không? Không mưa dầm á là bị nắng hạn. Tiền gửi lên bưu điện thì ghi lộn địa chỉ nên đâu có tới được. Mày đứng kiểu gì vậy? Mày bị gì vậy? Bữa cái chân này lên. Tiền của con mà Tám. Bây giờ trong tay Tám nó là của Tám. Vậy nha, chúc đi chơi vui vẻ. Hôm nay trời đẹp quá Hằng ha. Nhưng mà chỉ có điều hơi bị nóng. Không biết là Hằng đã tắm chưa ha? Nếu được thì Hằng hãy biến từ tình bạn trở thành tình yêu luôn. Xin Hằng hãy nhận tấm chân tình của Tưởng. Đón xem Vitamin Cười phiên bản mới lúc 20 giờ thứ bảy chỉ có trên HTV2.